Sau các chính sách hạn chế với chip, cấm cửa Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng 5G, biên giới tiếp theo của cuộc chiến vi chăng chắc chắn là các phương tiện giao thông thế hệ tiếp theo. Trung Quốc gần như đang dẫn đầu về xe tự lái và các công nghệ đằng sau chúng. Nhưng Mỹ có thể sẽ ngáng đà đi lên của Trung Quốc khi các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ tập trung hơn vào hoạt động gián điệp và giám sát. Các công ty Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ xe tự lái ở California, nơi thử nghiệm xe tự hành lớn nhất thế giới, có thể bị cản bước. Hãng tin Reuters cho biết, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đang lo ngại vấn đề an ninh quốc gia mà các công ty xe tự hành của Trung Quốc tại thị trường Mỹ có thể gây ra sau khi một số nhà lập pháp kêu gọi hạn chế hoạt động của họ. Các công ty Trung Quốc bao gồm Baidu, Apollo, PONY.ai, Autox, WeRide, Didi Chaxing, WeGrab và DeepAuto.ai đã thử nghiệm các phương tiện tự hành của họ ở California vào năm ngoái, tổng cộng đã chạy được hơn 450.000 dặm. PONY.ai dẫn đầu nhóm các công ty Trung Quốc, những chiếc xe thử nghiệm của họ đã đi được 280.413 dặm. Điều đáng chú ý là các nhà sản xuất xe tự lái Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ mức độ thử nghiệm mà họ đã tiến hành vào năm 2021, khi họ lái xe thử nghiệm hơn 510.000 dặm quanh California. Mặc dù hầu hết các nhà sản xuất xe tự lái đã giảm mức độ thử nghiệm ở California so với năm trước, nhưng WeRide và Apollo đã vượt qua số lượng quãng đường thử nghiệm của họ vào năm 2021. Các công ty xe tự hành của Trung Quốc như Inceptio, NIO và Xpeng có giấy phép thử nghiệm tại bang này, nhưng hồ sơ cho thấy họ không tiến hành lái thử vào năm ngoái. Nỗi lo xe tự lái bị biến thành vũ khí bắt đầu từ năm 2017, khi công nghệ xe tự lái được cho là phát triển nhanh hơn mức các cơ quan quản lý có thể theo kịp. Kể từ đó, các chính quyền khu vực và quốc gia đã phải vật lộn với câu hỏi, khi nào thì cho phép ô tô tự lái lưu thông trên đường phố và trong những điều kiện nào. Cuối năm ngoái, các nhà lập pháp lo ngại về làn sóng ô tô muốn dữ liệu từ Trung Quốc tràn ngập đường phố Mỹ. Trong một bức thư gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ, đề ngày 18 tháng 11 năm 2022, đại diện August Pfluger đã hỏi liệu Washington đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa an ninh do làn sóng phương tiện tự lái và thông minh do Trung Quốc sản xuất sắp tới hay không. Tôi vẫn lo ngại rằng việc thiếu sự giám sát của Hoa Kỳ đối với công nghệ tự hành đã mở ra cơ hội cho một quốc gia nước ngoài theo dõi trên đất Mỹ, vì các công ty Trung Quốc có khả năng chuyển dữ liệu quan trọng về nước, Pfluger viết. Ông yêu cầu cơ quan quản lý giải thích cách họ xem xét rủi ro an ninh quốc gia do các công ty Trung Quốc này gây ra. Tua nhanh sang năm nay, trong một bức thư khác ngày 17 tháng 7 vừa qua, gửi cho Batizic và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, một nhóm gồm 4 nhà lập pháp lưỡng đảng, đã yêu cầu điều tra về sự phổ biến của công nghệ tự hành của Trung Quốc ở Hoa Kỳ và cách hạn chế công nghệ này. Công nghệ được sử dụng bởi AV, LiDAR, radar, máy ảnh, AI cũng như các cảm biến và chất bán dẫn tiên tiến khác đều có thể thu thập dữ liệu về người dân Mỹ và cơ sở hạ tầng, được chia sẻ lại cho Trung Quốc và cuối cùng là cho nhà cầm quyền, các nhà lập pháp viết. Cũng như lá thư tháng 11 năm 2022, các nhà lập pháp trong lá thư tháng 7 này đã chia sẻ những lo ngại tương tự về xe tự lái và thử nghiệm thiết bị ở Hoa Kỳ. Cho dù chúng ta đang nói về phần cứng hay phần mềm, thì theo cùng một cách, mối lo ngại tương tự vẫn nảy sinh xung quanh mạng viễn thông hoặc TikTok, xung quanh công nghệ vận tải, Batizic nói. Hầu hết các nhà lập pháp Hoa Kỳ lập luận rằng Trung Quốc có thể sử dụng các phương tiện tự hành và kết nối như một con đường để kết hợp các hệ thống và công nghệ của họ vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Cho đến nay, Mỹ và hầu hết các đồng minh đã cấm tập đoàn khổng lồ Huawei của Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng 5G. Vì vậy, biên giới tiếp theo của cuộc chiến vi chăng chắc chắn là các phương tiện giao thông thế hệ tiếp theo. Thành thật mà nói, Hoa Kỳ không đơn độc trong nỗi sợ hãi của mình. Bản thân Trung Quốc cũng lo lắng về các loại xe điện và thông minh do Mỹ sản xuất. Chẳng hạn, đầu năm ngoái, Bắc Kinh đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt về nơi xe Tesla có thể lái, đặc biệt là xung quanh các cơ sở quân sự giữa các cuộc họp cấp cao của nhà nước. Các công ty Trung Quốc có xe tự hành vẫn tương đối thoải mái trong các hoạt động của họ ở California và vẫn đang tận dụng tối đa giấy phép thử nghiệm của họ. Tuy nhiên, sự lo lắng ngày càng tăng về hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở Washington có thể gây khó khăn cho các công ty xe tự hành của Trung Quốc ở Mỹ trong những năm tới. Theo VN Economy, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.